Đây đang là khu vực Suối Cá Thần, rất là nhiều cá, có thể thấy cá rất là to, cá rất là to. Ôi to thế nhỉ. Đó, đây chú Long đang tạo dáng nhưng chưa chụp đâu, đây là đang quay đã. Không hết được. Ui đẹp quá. Suối Cá Thần, từ từ đã anh em quay. Suối Cá Thần đây rất nhiều cá đẹp, ui to quá, cá to quá. Này bấm em đứng đây em quay cho anh đang đứng ở suối cá cơ. Này đi quay đi, không già. Nghe. Đang cái cửa hoa to, chạy người nhá. Xin chào, đây là Suối Cá Thần. Em. Ở đây. Ok. Suối Cá Thần. Đấy. Có gì cho cá ăn đi. Cái kẹo vừng có ăn không? Kẹo chè lam không? Ừ thế. Ok thế, vất xuống đi, vất xuống đi. Để coi rồi tan ra. Cá rất to. Ui, một con này phải 5 cân đấy nhỉ. Mà cá đẹp thế. Chưa ngăn lại kìa. Nó không ngăn lại ra hồ hết. Thôi thế thôi.